Tiệm hớt tóc ở Sài Gòn đông khách ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 23 tháng 4 hàng loạt tiệm cắt tóc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các chuỗi cửa hiệu, các tiệm cắt tóc đã mở cửa hoạt động trở lại trong ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ. Nhiều cửa hàng dịch vụ cắt tóc đã mở cửa hoạt động trở lại trong hôm nay 23 tháng 4 khi nới lỏng quy định giãn cách xã hội, nhiều người dân lập tức đi cắt tóc khi cửa tiệm hoạt động trở lại. Một chuỗi cửa hiệu dịch vụ thẩm mỹ tóc nam ngoài yêu cầu nhân viên của mình phải đeo mặt nạ và khẩu trang trong giờ làm việc. Còn phát mặt nạ trong suốt cho khách hàng, dùng khi hớt tóc tại đây, chuỗi thương hiệu làm tóc nam này cũng đảm bảo cùng lúc chỉ phục vụ số lượng ít khách hàng. Đồng thời thực hiện xịt sát khuẩn, và đo thân nhiệt cho khách trước khi đăng ký cắt tóc. Nhờ thực hiện tốt các quy định nghiêm ngặt theo tinh thần chỉ thị 16 của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã hạn chế số ca mắc mới nhiều ngày liền, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Đồng thời số người thực hiện cách ly y tế theo quy định cũng đã hoàn thành nhiệm vụ gần hết. Hai khách đang ngồi chờ ở một tiệm cắt tóc trên địa bàn quận Thủ Đức. Nhiều cửa tiệm cắt tóc đồng loạt mở cửa làm việc trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại